Từ ngày 14 tháng 1, Microsoft sẽ không còn hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, đồng nghĩa với việc sẽ không phát hành bất kỳ cập nhật phần mềm nào, bao gồm cả bản vá lỗ hổng ngăn chặn tấn công mạng. Trên website, Microsoft cho biết dù người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy tính chạy Windows 7 mà không cần cập nhật phần mềm, bảo mật, nguy cơ dính virus và mã độc sẽ rất lớn. Ngoài ra, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng cũng không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật Windows 7. Theo Microsoft, người dùng nên làm một trong hai điều. Những người có máy tính mới trong vòng 3 năm có thể trả tiền để nâng cấp lên Windows 10 với chi phí 139 đô la Mỹ cho một máy. Lựa chọn số 2 đối với những người có máy tính hơn 3 năm là mua máy tính mới chạy Windows 10. Ford Việt Nam vừa chính thức công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 82 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.900 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy Ford Hải Dương, đẩy công suất lên mức 40.000 xe mỗi năm thay vì 14.000 xe như hiện tại. Với khoản đầu tư bổ sung này, tổng vốn đầu tư của Ford tại Việt Nam nâng lên mức hơn 200 triệu đô la Mỹ. Theo Ford, sau 25 năm hoạt động tại Việt Nam, việc quyết định đầu tư mở rộng sản xuất này dựa trên nhu cầu ổn định và ngày càng tăng cao của người tiêu dùng với các dòng xe Ford và dự báo lạc quan cho tương lai phát triển của ngành ô tô Việt Nam. Trong 25 năm phát triển tại Việt Nam, dòng xe Ford luôn có mức tăng trưởng tốt cũng như ổn định qua các năm. Chúng tôi có sự tư tiền cao vào tương lai của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và cam kết sẽ đầu tư phát triển lâu dài tại đây. Có một thực tế là khi nhà máy được mở rộng, sẽ càng có nhiều mẫu xe Ford được lắp ráp và người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Việc nâng cấp và mở rộng nhà máy Ford Hải Dương được triển khai từ năm 2020 và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2022. Nhà máy sẽ được xây dựng mở rộng thêm hơn 60.000 m², nâng tổng diện tích xây dựng lên 226.000 m², bao gồm việc xây mới xưởng thân xe và xưởng sơn, điều chỉnh xưởng lắp ráp hoàn thiện và đầu tư các công nghệ kết nối hiện đại, tăng chất lượng sản phẩm lắp ráp. Với cái số tiền đầu tư 82 triệu đô thì sẽ nâng cấp, sẽ nâng cái công suất nhà máy Ford ở Hải Dương từ 14.000 xe hiện tại lên khoảng 40.000 xe. Thế thì Ford sẽ tiếp tục mang các cái sản phẩm CKD nữa. Không chỉ Ford, mà nhiều doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư tại Việt Nam đều nhìn nhận môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày một hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng cùng với những đầu tư này, Ford sẽ có bước tăng trưởng tốt hơn, người dùng được sử dụng những mẫu xe chất lượng và Việt Nam sẽ càng một phát triển thịnh vượng hơn. Ford hiện đang lắp ráp 3 mẫu xe có tính cạnh tranh cao trên thị trường Việt Nam bao gồm dòng SUV đô thị EcoSport, xe thương mại Transit và MPV Tourneo mới ra mắt gần đây. Việc mở rộng nhà máy Hải Dương ngoài tạo thêm khoảng 500 cơ hội việc làm, còn mở ra cơ hội mới cho Ford tăng số lượng các dòng xe lắp ráp trong nước.